Anh Trương Văn Dũng ở xã An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung là một trong hơn 200 hộ thành viên của nhóm đồng quản lý rừng phòng hộ. Năm 2017, anh được Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ tham gia mô hình bảo tồn và phát triển nguồn lợi nhuyễn thể ven bờ. Nhờ tích lũy được kinh nghiệm, hiện nay anh đang nuôi 6 hectare nhuyễn thể để phát triển kinh tế. Chỉ này là ốc len, là 1, 2 thà lồi, thứ 3 ba khía, thứ 4 là con nghêu. Cái giá cả như con dọp á, thì mình thì nắm bắt thì nó cũng hai ngoài ngàn tới 30 ngàn, cái tới 30 mấy ngàn là cái số bự nhỏ. Còn như ốc len là thị trường bây giờ đang thu là 80 ngàn một ký, còn thà lồi là từ 100. Cái chương trình của dự án thì mình cũng nuôi giữ bảo quản vừa là vườn và cây cối luôn với tán rừng này. Chương trình thì cái đó cũng gợi ý cho mình được cái nguồn thu, thì ở con cũng sống cũng ổn định được chút cái phần đó. Ngoài thu nhập từ các loài nhuyễn thể, anh Dũng còn đầu tư tiền để bắt cầu tre xuyên rừng, phát triển du lịch sinh thái. Và mô hình trải nghiệm câu cua tại đây đã thu hút nhiều du khách. Hiện nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, không có khách du lịch. Anh tập trung nuôi cua thương phẩm. Nhờ sự kết hợp này mà cuộc sống của gia đình anh cũng như nhiều hộ dân sống ven đê ổn định hơn. Còn ở huyện Trần Đề, nhờ có rừng mà các loài hải sản trong tự nhiên cũng nhiều hơn. Chúng sống nương theo rừng để tìm thức ăn và trú ngụ. Khi thủy triều rút, bà con vào đó khai thác cũng có được nguồn thu trang trải cuộc sống. Tuy không gọi là giàu có, nhưng mỗi con nước cũng mang về cho các hộ dân khoản thu nhập kha khá. Có bằng này rất là an tâm, là cua sẽ xuống, sẽ nằm đây. Còn nếu mà con nào ra ngoài thì ra mình theo dấu, còn con nào ở trong này thì tối mình soi. Thì như lịch, cá bóng sao thì cũng làm ở trong cột bằng này. Không có cái rừng này phòng hộ thì cái bờ biển này nó lở dữ lắm. Mà nếu mà lỡ thì tụi tôi cũng không, cái người dân làm mé này thì không có làm được. Con cá, con tép nó đâu có vô, chứ cứ ngủ ở trong này thôi mà tụi tôi làm được. Để tạo thuận lợi trong công tác giám sát, mỗi xã ven biển thành lập một tổ quản lý và bảo vệ rừng. Việc giao khoán bảo vệ, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng không chỉ hạn chế nạn chặt phá rừng trái phép, mà còn góp phần nâng cao đời sống của các hộ dân nhận khoán, tạo động lực khuyến khích họ tích cực tham gia vào công tác bảo vệ rừng. Từ ngày rừng càng nhiều thì có loại thủy sản càng nhiều, xuống đây càng nhiều. Nhất là cua với ốc len với gắn đẻn này kia, sò, rồi các kèo giống, rồi cua giống, rồi đủ thứ nhiều. Tức là ai siêng thì đi mỗi ngày cũng thu nhập cũng được 100-200 ngàn mỗi ngày. Có thể nói, thành công của việc phát triển rừng phòng hộ ven biển không thể thiếu vai trò của người dân địa phương. Bởi nhận thức thay đổi sẽ dẫn đến hành động tích cực. Khi ấy, bà con không chỉ là người được hưởng lợi trực tiếp, mà còn xem việc giữ rừng là trách nhiệm của mỗi cá nhân.